Vì thương xót chúng sinh, ta phát tâm Bồ Đề sẽ trong vô lượng kiếp tu hạnh nhất thiết trí. Thái tử Oai Đức Chủ nói với Diệu Đức Đồng Nữ rằng: ta vì thương xót tất cả chúng sinh, cho nên ta phát tâm Bồ Đề. Ta sẽ ở trong vô lượng kiếp tu tập pháp môn nhất thiết trí, có trí huệ mới có thể giáo hóa tất cả chúng sinh, bằng không chẳng có ích lợi gì hết. Trong vô lượng đại kiếp, tịnh tu các biển nguyện, nhập địa và trừ chướng đều trải vô lượng kiếp. Trong vô lượng đại kiếp quá khứ, ta dùng tâm thuần thanh tịnh không nhiễm chuyên tu tất cả biển đại nguyện, từ sơ địa cho đến thập địa, tịnh trị phiền não chướng và sở trì chướng, cùng với đủ thứ chướng ngại đều phải trải qua vô lượng kiếp mới có sự thành tựu. Chỗ chư Phật ba đời học sáu ba la mật, đầy đủ hạnh phương tiện thành tựu đạo Bồ Đề. Ta ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật mười phương ba đời học tập sáu pháp ba la mật. Pháp ba la mật là gì? Tức là pháp môn đến bờ bên kia tu bố thí, tu đến lúc viên mãn thì sẽ đến bờ bên kia, cho đến tu bát nhã, tu đến lúc viên mãn thì sẽ đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Tức là bờ bất sinh bất diệt, tức cũng là niết bàn. Niết bàn có bốn đức, tức là thường lạc ngã tịnh. Pháp môn của Bồ Tát tu là lục độ vạn hạnh, đầy đủ hạnh phương tiện thì sẽ thành tựu Bồ Đề giác đạo. Mười phương cõi cấu uế, ta sẽ đều nghiêm tịnh tất cả nạn đường ác, ta sẽ khiến thoát khỏi. Trong mười phương có vô lượng cõi cấu uế, ta phát nguyện sẽ trang nghiêm thanh tịnh tất cả chúng sinh ba đường ác. Cùng với chúng sinh trong tám nạn, ta sẽ khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ. Ta sẽ dùng phương tiện rộng độ các quần sinh, khiến diệt tối ngu si, trụ nơi Phật trí đạo. Ta sẽ dùng pháp môn phương tiện khéo léo rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ diệt trừ ngu si tối tâm, trụ nơi đạo trí huệ của Phật. Tại sao con người có sự ngu si? Vì bị vô minh che đậy. Nếu phá được vô minh thì sẽ đắc được trí huệ quang minh. Làm thế nào phá được vô minh? Phương pháp rất đơn giản là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cho nên trở thành năm đại tông chỉ của vạn Phật thánh thành. Nếu ai ai cũng triệt để thực hành đến được lưu hỏa trường thanh thì sẽ trở thành bậc thánh nhân, cúng dường tất cả Phật, sẽ tịnh tất cả địa, khởi tâm đại từ bi, vật trong ngoài đều xả. Ta sẽ cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời, ta sẽ thanh tịnh quả vị của tất cả địa, ta sẽ sinh khởi tâm đại từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, ta sẽ đem hết nội tài ngoại tài bố thí cho chúng sinh cần, chẳng có tư tưởng xả bỏ không được. Nàng thấy người đến xin hoặc sinh tâm tham sèn, tâm ta thường ưa thí, nàng chớ trái ý ta. Nàng thấy người đến chỗ ta cầu xin hoặc nàng sinh tâm tham sèn và không xả bỏ được, nhưng tâm ta thì luôn luôn muốn bố thí, nàng có trái ý ta chăng? Hiện tại ta phải nói rõ cho nàng biết, chớ đến lúc đó tâm nàng không vui thì không tốt. Nàng phải biết cảnh giới vui nhất là làm việc thiện. Nếu thấy ta thí đầu, chớ có sinh lo buồn, ta nay nói nàng trước, khiến tâm nàng kiên cố. Nếu nàng thấy ta thí đầu của ta, nàng phải cẩn thận, chớ có sinh lo buồn, chướng ngại tâm bố thí của ta. Này ta nói trước cho nàng biết, khiến cho tâm nàng kiên cố. Ta nguyện bố thí nội tài đầu mắt tủy não và ngoại tài đất nước vợ con, cho đến chặt tay chân, nàng chớ trách người xin. Này nàng nghe lời ta, nên hãy suy nghĩ kỹ. Nếu có người muốn tay chân của ta, thì ta cam tâm tình nguyện chặt tay chân cho họ, không có tơ hào sẻn tiếc. Nàng đừng có hiềm trách người đến xin. Này nàng nghe lời ta nói, nàng hãy suy nghĩ cho thật kỹ, không nên dùng tình cảm làm việc. Con cái vật ưa mến, tất cả ta đều xả. Nếu nàng thuận lòng ta, ta sẽ tọa ý nàng. Ta sẽ đem con cái và tài vật mà ta ưa mến thầy đều bố thí cho người cần. Nếu nàng thuận tâm ý của ta, không phản đối nguyện lực bố thí của ta, thì ta sẽ tọa ý của nàng cùng nàng kết hôn làm vợ chồng. Bấy giờ đồng nữ bạch thái tử rằng: kính vâng lời dạy của ngài. Liền nói kệ rằng: lúc đó đồng nữ Diệu Đức bạch thái tử Oai Đức Chủ rằng: tôi xin kính vâng lời dạy của ngài, suốt đời theo ý của ngài. Liền nói kệ rằng: trong vô lượng biển kiếp, lửa địa ngục đốt thân, nếu ngài thương nạp tôi, cam tâm thọ khổ này. Đồng nữ Diệu Đức nói: trong vô lượng biển kiếp, dù bị lửa địa ngục đốt thân, nếu ngài thương nạp tôi làm quyến thuộc, tôi cam tâm thọ khổ này mà không một lời oán trách. Vô lượng nơi thọ sinh, nát thân như hạt bụi, nếu ngài thương nạp tôi, cam tâm thọ khổ này. Vô lượng nơi thọ sinh,
Dù thân tôi nát thành như hạt bụi, chỉ cần thái tử thương nạp tôi làm quyến thuộc thì tôi cam tâm thọ khổ này. Tóm lại, nếu chấp nhận sự yêu cầu của tôi thì bất cứ khổ gì tôi cũng đều chịu hết. Vô lượng kiếp đầu đội, núi Kim Cang rộng lớn, nếu ngài thương nạp tôi cam tâm thọ khổ này. Trong vô lượng kiếp đầu tôi đội núi Kim Cang rộng lớn, nếu ngài thương nạp tôi làm quyến thuộc thì tôi cam tâm thọ khổ này, tuyệt đối không có nửa lời oán trách. Vô lượng biển sinh tử, dùng thịt thân tôi thí, ngài được nơi pháp vương, nguyện khiến tôi cũng vậy. Trong vô lượng biển sinh tử, nếu dùng thân tôi và thịt của tôi bố thí cho người cần, mà có thể khiến cho ngài đến được nơi pháp vương, thì tôi nguyện hy sinh thân thể của tôi, trợ giúp ngài thành Phật đạo, nguyện khiến cho tôi cũng được như vậy. Từ chỗ này mà nhìn thì đồng nữ đối với thái tử tình sâu như biển cả, vì ái tình mà chịu hy sinh thân mạng. Nhưng mọi người hãy chú ý, thứ ái tình này là thuần khiết, chẳng phải sự mê luyến của một số người. Nếu ngài thương nạp tôi, cho tôi làm người chủ, đời đời hành bố thí, nguyện thường đem tôi thí. Nếu thái tử ngài thương tiếp nhận yêu cầu của tôi, cho tôi làm chủ nhân, thì đời đời ngài hành bố thí, xin hãy thường đem thân tôi bố thí. Vì thương chúng sinh khổ mà phát tâm bồ đề, tức đã nhiếp chúng sinh, cũng sẽ nhiếp thọ tôi. Vì ngài thương xót chúng sinh thống khổ mới phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo giải cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử, tức ngài đã nhiếp thọ tất cả chúng sinh, mà tôi cũng là một chúng sinh, hy vọng ngài cũng làm cho tôi toại nguyện nhiếp thọ tôi làm quyến thuộc của ngài. Tôi không cầu giàu sang, không tham vui năm dục, chỉ vì cùng tu hành nguyện dùng ngài làm chủ. Tôi không phải vì cầu giàu sang phú quý mà kết hôn với ngài, cũng không phải vì tham vui năm dục mà kết hôn với ngài. Mục đích của tôi chỉ vì cùng tu hành chánh pháp với ngài, cho nên nguyện dùng ngài làm chủ nhân của tôi, chỉ dẫn tôi, khuyến khích tôi. Mắt rộng dài xanh biếc, thương xót quán thế gian, chẳng khởi tâm nhiễm trước, sẽ thành Bồ Tát Đạo. Mắt của ngài rộng dài xanh biếc, thương xót quan sát tất cả chúng sinh thế gian, mà chẳng khởi tâm nhiễm trước, tương lai ngài sẽ thành tựu Bồ Tát Đạo, tức cũng là viên mãn lục độ vạn hạnh. Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, dùng chúng sinh làm đại tiền đề, có tinh thần xả mình vì người. Thái tử chỗ ngài đi, đất mọc các hoa báu, sẽ làm chuyển luân vương, nguyện thương nạp thọ tôi. Thái tử, vì ngài tu đủ thứ pháp môn ba la mật, cho nên chỗ ngài đi qua, do sự cảm ứng đạo giao, từ dưới đất mọc lên đủ thứ các hoa báu. Cảnh giới này báo hiệu tương lai ngài sẽ làm chuyển luân thánh vương. Tôi xin thái tử thương nạp thọ tôi làm quyến thuộc. Tôi từng mộng thấy đây diệu pháp bồ đề tràng, Như Lai ngồi dưới cây, vô lượng chúng vây quanh. Tôi từng mộng thấy cảnh giới này ở tại đạo tràng pháp vân quang minh, Đức Phật Thắng Nhật Thân đang ngồi dưới cội bồ đề thành chánh đẳng giác, có vô lượng vô số bồ tát và đại chúng vây quanh Đức Phật. Tôi mộng Như Lai đó thân như núi vàng ròng, dùng tay giò đầu tôi, tỉnh dậy tâm hoan hỉ. Trong mộng tôi thấy Phật Thắng Nhật Thân đó, thân Phật quang minh như núi vàng ròng, Đức Phật dùng tay giò đầu tôi, đây là sự gia trì khiến cho khai mở trí huệ. Khi tôi tỉnh dậy cảm giác rất mát mẻ, tâm sinh đại hoan hỉ. Quyến thuộc trời thuở xưa tên là Hỷ Quang Minh, trời đó vì tôi nói đạo tràng Phật ra đời. Thuở xưa có quyến thuộc trời tên là Hỷ Quang Minh, vị trời đó nói với tôi Đức Phật ra đời tại đạo tràng diệu pháp Bồ Đề. Tôi đã nghe được tin này rất là hớn hở vui mừng. Tôi từng sinh niệm này, nguyện thấy thân thái tử, trời đó bảo tôi rằng nay nàng sẽ được thấy. Tôi từng sinh ra ý niệm này, tôi muốn thấy được thân thái tử, quyến thuộc trời đó bảo tôi rằng nay nàng sẽ được thấy vị thái tử đó, đừng bỏ qua cơ hội này. Chí nguyện xưa của tôi nay đều được thành tựu, xin hãy cùng đi đến cúng dường Như Lai đó. Chí nguyện xưa của tôi nay đều được thành tựu viên mãn, tôi chỉ có một nguyện vọng, muốn cùng thái tử đi đến chỗ Đức Phật cúng dường Đức Phật Thắng Nhật Thân. Bấy giờ thái tử nghe danh hiệu Thắng Nhật Thân Như Lai, bèn sinh đại hoan hỷ muốn thấy Đức Phật đó, liền dùng 500 mani báu giải lên trên đồng nữ Diệu Đức, ban cho mão Diệu Tạng Quang Minh bảo và áo Hỏa Diệm mani bảo. Bấy giờ tâm của đồng nữ đó chẳng dao động, cũng chẳng sinh vui mừng, chỉ chắp tay cung kính chiêm ngưỡng thái tử, mắt chẳng tạm rời.
Lúc đó, Thái tử nghe đến danh hiệu Phật Thắng Nhiệt Thân, bèn sinh đại hoan hỷ, muốn cùng đồng nữ Diệu Đức đi đến gặp Đức Phật, liền dùng 500 mani châu báu giản lên trên đầu đồng nữ Diệu Đức, còn ban cho nàng mão Diệu Tạng Quang Minh Bảo và ban cho nàng áo Hòa Diệm Mani Bảo. Lúc đó tâm của đồng nữ Diệu Đức chẳng có dao động, cũng chẳng sinh tâm vui mừng, nàng chỉ chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Thái tử, mắt chẳng tạm rời. Đây là biểu thị sự sùng bái. Bấy giờ bà Bảo Mẫu Thiện Hiện ở trước Thái tử nói kệ rằng, lúc đó bà Bảo Mẫu Thiện Hiện, mẹ nuôi của đồng nữ Diệu Đức, ở trước Thái tử Oai Đức Chủ nói ra 10 bài kệ, tường thuật lại mỹ đức khen ngợi đồng nữ. Nàng này rất đoan chánh, công đức trang nghiêm thân, xưa nguyện thờ Thái tử, nay ý đã đầy đủ. Tướng mạo của đồng nữ Diệu Đức rất đoan chánh, rất viên mãn, đó là do quả báo trong quá khứ đã từng cúng dường Tam Bảo, trang nghiêm đạo tràng, cho nên có đủ thứ công đức trang nghiêm thân. Sự kia cô ta phát nguyện một đời thờ Thái tử, hiện nay đã gặp được Thái tử, tâm ý của nàng đã đầy đủ. Giữ giới có trí huệ, đầy đủ các công đức, khắp trong các thế gian tối thắng không ai bằng. Cô ta giữ giới thanh tịnh, cho nên có trí huệ, đầy đủ tất cả công đức, khắp trong các thế gian cô ta tối thắng nhất, trang nghiêm nhất, không ai bằng cô ta được. Nàng này hoa sen xanh, dòng dõi không thấp hèn, Thái tử đồng hành nghiệp, xa lìa tất cả lỗi. Nàng Diệu Đức này từ hoa sen xanh ra, dòng dõi của cô ta không thấp hèn. Cô ta và Thái tử cùng nhau tu hành thiện nghiệp thì sẽ xa lìa tất cả lỗi lầm. Nàng này thân mềm mại, dường như lụa cõi trời, chỗ tay nàng chạm đến, các bệnh đều trừ diệt. Nàng Diệu Đức này thân thể rất mềm mại, dường như lụa cõi trời, chỗ tay nàng chạm đến có công năng chữa trị các bệnh đều có thể trừ diệt. Do đó có câu, tay đến thì bệnh khỏi, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lỗ lông tỏa hương thơm, ngào ngạt không gì bằng, nếu chúng sinh ngửi được đều trụ nơi tịnh giới. Lỗ lông trên thân của nàng tỏa ra hương thơm vi diệu, ngào ngạt không gì bằng. Nếu chúng sinh ngửi được mùi thơm này thì đều trụ nơi tịnh giới, tuyệt đối không phạm giới. Sắc thân như vàng ròng, ngồi thẳng trên đài hoa, nếu chúng sinh thấy được, lìa oán đủ tâm tử. Sắc thân của nàng như vàng ròng, cô ta ngồi ngay thẳng trên đài hoa sen, nếu chúng sinh thấy được hình tướng của cô ta thì sẽ lìa khỏi tâm thủ oán, đầy đủ tâm tử bi. Tiếng nói rất dịu dàng, nghe được đều hoan hỷ, nếu chúng sinh nghe được đều lìa các nghiệp ác. Tiếng nói của nàng rất dịu dàng, hòa nhã êm tai, ai nghe được tiếng nói của nàng đều hoan hỷ, nếu chúng sinh nghe được tiếng nói của cô ta thì sẽ lìa khỏi các nghiệp ác. Tâm tịnh không vết nhơ, xa lìa các xiềm khúc, xứng tâm mà nói ra, người nghe đều hoan hỷ. Tâm của cô ta rất thanh tịnh, không vết nhơ, xa lìa các hành vi nịnh vợ, xa lìa các hành vi xiềm khúc, xứng tâm mà nói ra, lời nói ra đều hợp cơ với chúng sinh, cho nên người nghe đều sinh tâm hoan hỷ. Điều nhu đủ hổ thẹn, cung kính bậc tôn túc, không tham cũng không dối, thương xót các chúng sinh. Tánh tỉnh của cô ta rất điều nhu mà còn đầy đủ tâm hổ thẹn. Mỗi ngày 3 lần phản tỉnh, có lỗi thì sửa đổi, không có lỗi thì thôi. Cung kính bậc tôn túc, thiện trị thức, cô ta không có tâm tham cũng không có tật xấu lừa dối. Cô ta có lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ cải ác hướng thiện, lìa khổ được vui. Tâm nàng chẳng nghỉ lại sắc tướng và quyến thuộc, chỉ dùng tâm thanh tịnh cung kính tất cả Phật. Tâm của cô ta chẳng có sự ỷ lại, cô ta chẳng ỷ sắc tướng của mình xinh đẹp hơn tất cả mọi người, cũng chẳng ỷ lại quyến thuộc của mình mỹ mãn hơn tất cả mọi người. Chẳng phải vì có hoàn cảnh như vậy mà sinh tâm tự hào, cô ta chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng có tâm vọng tưởng, chỉ dùng tâm thanh tịnh cung kính cúng dường tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Bấy giờ Thái tử và đồng nữ Diệu Đức với 10.000 thể nữ cùng với quyến thuộc ra khỏi vườn Hương Nha, đi đến đạo tràng Pháp Vân Quang Minh, đến rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Phật, thấy thân tướng Phật đoan nghiêm tịch tĩnh, các căn điều thuận, trong ngoài thanh tịnh như hồ đại long, không có dơ đục, đều sinh tịnh tín, vui mừng hớn hở đảnh lễ Đức Phật rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng. Bấy giờ Thái tử và đồng nữ Diệu Đức mỗi người đều cầm 500 hoa sen báu đẹp cúng dường Đức Phật đó. Thái tử vì Đức Phật tạo dựng 500 tịnh xá đều làm bằng gỗ thơm, các báu trang nghiêm, xen lẫn 500 mani báu. Lúc đó Thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu Đức với 10.000 thể nữ
cùng tất cả quyến thuộc ra khỏi vườn Hương Nha, đi đến đạo tràng Pháp Vân Quang Minh. Đến đạo tràng rồi, xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Phật. Thấy thân tướng Đức Phật thắng nhiệt thân, đoan chánh, trang nghiêm rất tịch tĩnh. Các căn của Phật rất điều thuận, trong ngoài thanh tịnh như hồ Đại Long, không có chút dơ đục nào. Thái tử và đồng nữ đều sinh tín tâm thành tịnh, vui mừng hớn hở, đảnh lễ Đức Phật rồi đi nhiễu quanh Đức Phật vô lượng vòng. Lúc bấy giờ, Thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu Đức mỗi người đều cầm 500 hoa sen báu đẹp, cúng dường Đức Phật đó. Thái tử lại vì Đức Phật tạo dựng 500 tinh xá, đều làm bằng gỗ thơm, dùng 7 báu để trang nghiêm tinh xá, lại dùng 500 mani báu xen lẫn với nhau để nghiêm sức. Bấy giờ Đức Phật vì họ nói kinh Phổ Nhãn Đăng Môn, nghe kinh đó rồi ở trong tất cả Pháp đắc được biển Tam Muội. Đó là Tam Muội biển nguyện chiếu khắp tất cả Phật, Tam Muội tạng chiếu khắp ba đời. Tam Muội hiện thấy đạo tràng tất cả chư Phật, Tam Muội chiếu khắp tất cả chúng sinh, Tam Muội đèn trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian, Tam Muội đèn trí huệ chiếu khắp căn tất cả chúng sinh, Tam Muội mây quang minh cứu hộ tất cả chúng sinh, Tam Muội đèn sáng lớn chiếu khắp tất cả chúng sinh, Tam Muội diễn tất cả Phật pháp luân, Tam Muội đầy đủ hạnh phổ hiển thanh tịnh. Bấy giờ đồng nữ Diệu Đức đắc được Tam Muội tên là Nan Thắng Hải Tạng, vĩnh viễn không thối chuyển nơi An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó Đức Phật thắng nhật thân vì thái tử và đồng nữ cùng với thể nữ và quyến thuộc nói kinh Phổ Nhãn Đăng Môn. Họ nghe kinh đó rồi ở trong tất cả Pháp đắc được biển Tam Muội. Đó là một, Tam Muội biển nguyện chiếu khắp tất cả Phật; hai, Tam Muội tạng chiếu khắp ba đời; ba, Tam Muội hiện thấy đạo tràng tất cả chư Phật; bốn, Tam Muội chiếu khắp tất cả chúng sinh; năm, Tam Muội đèn trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian; sáu, Tam Muội đèn trí huệ chiếu khắp căn tất cả chúng sinh; bảy, Tam Muội mây quang minh cứu hộ tất cả chúng sinh; tám, Tam Muội đèn sáng lớn chiếu khắp tất cả chúng sinh; chín, Tam Muội diễn tất cả Phật pháp luân; mười, Tam Muội đầy đủ hạnh phổ hiển thanh tịnh. Lúc đó đồng nữ Diệu Đức đắc được Tam Muội tên là Nan Thắng Hải Tạng, vĩnh viễn không thối chuyển nơi quả vị An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bấy giờ thái tử và đồng nữ Diệu Đức cùng với quyến thuộc đảnh lễ Đức Phật đi nhiễu quanh vô lượng vòng, từ tạ trở về cung, đi đến chỗ vua cha quỳ lại rồi tâu với vua cha rằng: Đại vương nên biết Đức Phật thắng nhật thân đã xuất hiện ra đời, thành đẳng chánh giác không bao lâu ở tại Bồ Đề Tràng Pháp Vân Quang Minh trong đất nước này. Lúc đó thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu Đức, thể nữ cùng với quyến thuộc đảnh lễ Đức Phật rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, từ tạ trở về cung, đi đến chỗ vua cha quỳ lại rồi tâu với vua cha rằng: Đại vương nên biết hiện tại có Đức Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật thắng nhật thân, thành đẳng chánh giác không bao lâu ở tại Bồ Đề Tràng Pháp Vân Quang Minh ở trong đất nước của chúng ta. Bấy giờ đại vương hỏi thái tử: Ai nói cho con biết tin này? Thái tử tâu: Nàng Cụ Túc Diệu Đức này nói. Bấy giờ vua nghe rồi hoan hỉ vô lượng, ví như người nghèo được kho báu lớn, bèn nghĩ như vậy: Đức Phật là báu vô thượng, khó có thể gặp được. Nếu được thấy Phật sẽ vĩnh viễn dứt trừ sợ hãi tất cả các đường ác. Đức Phật như y vương hay chữa lành tất cả các bệnh phiền não, cứu được tất cả khổ lớn sinh tử. Đức Phật là bậc đạo sư hay khiến cho chúng sinh đến được nơi rốt ráo an ổn. Lúc đó đại vương tài chủ hỏi thái tử Oai Đức Chủ rằng: Ai nói cho con biết tin này? Thái tử tâu: Nàng Cụ Túc Diệu Đức này nói. Lúc bấy giờ vua cha nghe rồi hoan hỉ vô lượng, ví như người nghèo được kho báu lớn, vui mừng khôn tả, bèn nghĩ như vậy: Đức Phật là báu vô thượng, khó có thể gặp được Phật xuất hiện ra đời. Nếu được thấy Phật sẽ vĩnh viễn dứt trừ sợ hãi tất cả các đường ác. Đức Phật như đại y vương hay chữa lành tất cả các bệnh phiền não, cứu được tất cả khổ lớn sinh tử. Đức Phật là bậc đạo sư hay khiến cho chúng sinh đến được nơi rốt ráo an ổn, tức cũng là bờ niết bàn bên kia.